Ok hai cả nhà nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend. Và lại là mình đây, Tú Trần nè. Thì sắp tới thì không phải sắp tới đâu, nhưng mà chính xác là chiều nay ha, ngày thứ sáu này, thì nó sẽ update và chúng ta sẽ có Legend Pass mới, chúng ta sẽ có các một quái vật mới, chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện mới ha. Và đầu tiên thì mình có một cái cập nhật hơi trễ một chút nè, đó là mình sẽ nói sơ qua cái cập nhật này. Thì mình đọc được thì nó sẽ ra một cái era mới có tên là Empire cái nhà. Đây đó, chúng ta sẽ có một cái hình quả núi này. Ok, và đây là một cái era mới, thì chúng ta sẽ tìm hiểu là sẽ có gì ha. Rồi cái mục này thì nó sẽ dẫn cái câu chuyện chúng ta vì sao sinh ra cái era này các kiểu ha. Thần thoại núi cao này. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái nguyên liệu thăng cấp mới này, đó là một cái trái berry ở hướng phía bắc các bạn, berry bắc này. Đó là một cái trái cây cực kỳ mỏng manh dưới lớp băng mỏng đó. Nói chung là chúng ta sẽ có một cái quả để chúng ta nâng cấp quái vật ha, cho cái era Empire này cả nhà. Rồi và về đá ha, đá nâng cấp rune, chúng ta sẽ có là các quái vật này trong cái kỷ nguyên Empire này thì nó sẽ có cấp độ tối đa của rune tăng lên tới 14 luôn cả nhà. rồi chán chưa rune 10, rune SX mà hiện giờ một số cái của mình ha vẫn chưa có, mà bây giờ nó nâng cấp lên tới 14 rồi cả nhà. Hơi bị kinh ha, rune 10 kiếm ra bây giờ nó là tới 14 rồi, nó sắp tới sẽ có 15, 16 tới 20 luôn. Như vậy thì mình nghĩ là chỉ có thể những cái quái vật mà nó mang hệ Empire này cả nhà thì nó sẽ có được rune, có thể gắn được rune level 14 các bạn. Vì vậy bạn sẽ có thể chế tạo những người ở tòa nhà rune. Ok rồi, thì tổng kết lại là chúng ta sẽ có một era mới là Empire và có berry. No berry sẽ là cái tinh thể để nâng cấp quái vật sau này, và rune 14. Như vậy chúng ta sẽ có 11, 12, 13, 14 ha, 4 loại, 4 level. Oh my god, có lẽ là kỷ nguyên của các quái vật như là Metropolitan, rồi Abyssal, rồi một số quái vật khác chắc là sẽ lùi chân nhường cho các quái vật của Empire ha. Rồi trong sắp tới chúng ta sẽ nắm thêm thông tin. Tiếp theo chúng ta sẽ cập nhật bên cái fanpage của Monster Legend cả nhà. Thì họ cũng đã đổi ha, đổi cái logo này thành hình quả núi tuyết rồi này. Và dưới này chúng ta sẽ có các quái vật mới đây. Đầu tiên sẽ là chúng ta sẽ có là Era Far gì đây. Bạn này nè, có đây cái này nè. Đây là cái hình icon cho cái Era Empire cả nhà, hình của núi nhà núi tuyết này. Và bạn này có các trai, nó là ở dưới này. Ồ, hình như cái này là bút 50% đam này. Rồi chống skill diện rộng này. Rồi chống control thì phải. Ok. Rồi chúng ta sẽ cập nhật các cái quái vật đây. Có một bà này hình như là X ha, X này. Đó, Evil A Troll. Bá tước gì đây? À, nhìn giống, nhìn sang chảnh ha. Rồi chúng ta sẽ có, wow, chúng ta sẽ có quái vật hệ A mới đây. Và sẽ có Tyrant Stormbringer. Cái chiêu đánh thức dậy chúng ta sẽ có là cướp tool này và chống control thì phải. Rồi nguyên tố đó là sấm sét với lại kim loại cả nhà. Và chúng ta có ra 5 đây các cái choi ha. Rồi Trika Head gì đây. Đó đây các quái vật mới ha. Nhìn nó thuộc hệ các cái quái vật động vật các cả nhà. Có mình ông này thì kiểu
giống Viking ha, Viking hồi xưa, bộ tộc Viking. Còn mao mày thì quái vật ha, đa số quái vật. Ừ, chúng ta sẽ có phù thủy ha, Sakurai. Ok, một cái này, cái này là có cái chai gì đây ta, mình chưa biết này. À, có khi nó đổi tên mình cũng không nhớ ha. Wow, một con rẹp ha. Rồi có marathon, chúng ta sẽ có một phù thủy đây nữa luôn. Ok, Melinau thì nó xuất hiện rồi, nó trong cái bao thủy hình. Ok cái nè, như vậy là mình đã lược sơ qua các cái cập nhật cho chiều nay về Monster Legend. Thì mọi người có ý kiến gì thì bình luận dưới cho biết luôn nha. Ok, chúng ta sẽ vào tiếp tục vào game nào. Ok cả nhà, thì chúng ta sẽ vào game ha. Đầu tiên là mình sẽ cập nhật tình hình cái tài khoản của mình. Về multi hình thì mình đã đi đến mới chỉ có league 5 thì phải. Ok, league 5 ha. Và mình đang đánh cái bạn này, bot này ha. Rồi, và mình đang có là 3470 cái coin. Thì còn có mấy phút nữa thôi thì nó sẽ end event rồi. Đáng tiếc thì không có, chắc không giết được rồi. Tại vì máu hôm nay quá nhiều cả nhà. Mà có mình đánh thôi. Đó. Bùm. Bao nhiêu đấy? Bùm, 20 triệu. Còn lâu lâu thì nó sẽ có được tầm 60 triệu cả nhà, 60 triệu máu. Cái này thì mới đánh được 20 triệu thôi. Nó rất nhiều phần tử ha. Đó, còn rất là nhiều máu luôn. Ok. À, còn trong cái dungeon này cả nhà thì nó cái R dưới đi thì nó sẽ chuyển sau khi mình đánh được đủ rồi số lượng này thì nó chuyển qua cái Cavern of Ascension này. Nó chia ra làm nhiều cái nhiều cái tinh thể này. Mỗi cái này thì nó sẽ có một cái role khác nhau ha. Rồi chúng ta sẽ tìm. Đó, một nó sẽ reset sau hình như là 24 giờ hoặc là 20 mấy giờ thì đó, mình không rõ nữa. Nó như ở trong này thì nó cũng ok, nếu mình tính theo cái này thì nó cũng ok cả nhà, nhưng mà chúng ta sẽ cần training cái team cho nó ok thì chúng ta sẽ đánh cái này. Nếu mà một team mạnh rồi đấy thì nó sẽ đi tìm các cái tinh thể này để nâng cấp cho các quái vật sau thì cũng rất là ok. Đó, thì mà một lần mình trong một ngày hai mình chiến thắng cái này thì được 175 cái đôm. Ok, thì cái đội hình mà đang đánh cái team này gồm có là Uriel the Divine này, Cherub Cubic với lại Evira Demon Slayer. Thì cái này là mình sẽ kiếm được 175 cái tinh thể này các bạn, Aprosia. Rồi thì sau khi mà mình kiếm được tinh thể thì mình sẽ nâng cấp trước tiên là các quái vật cũ trước nha. Mình đã nâng cấp được Cherub Cubic lên 140 rồi nè. Đó, để đi được cái rank 4 trong trong cái dungeon ha. Và Uriel mình cũng nâng cấp lên được 140. Đó, thì sắp tới thì mình sẽ tiếp tục nâng lên 150 nha. Và cái bạn Evira này mình đã lên được 148 cả nhà. Và mình còn 900 cái sale nữa, chúng ta sẽ lên được 150. Thì ở dưới này chúng ta sẽ có được 200 sale của Aprosia rồi ha, 200 cái tinh thể này sale Aprosia rồi. Đó, thì cứ mỗi lần một ngày mình sẽ đánh được 175 cái này. Đó, thì cũng nhanh thôi cả nhà, tầm khoảng 3 ngày thì mình được sẽ tầm 600 ha, là được 800 rồi này, thì tầm 4 ngày nữa ha, tầm 4 ngày nữa các bạn thì mình sẽ nâng lên được Evira 150. Và khi đó thì chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm các sale tiếp theo để nâng cấp Chavanus này. Đó, và hai ông thần dưới này đó là Uriel và thần trái tim lên 150. Bây giờ thì mọi người sử dụng Chavanus này nhiều này trong PvP ha, thì mình chắc mình cũng sẽ nâng cấp luôn.
Ok, còn về bên này, bên này cả nhà, đây cái Netta, đây tìm cái Netta này ha, thì mình sẽ cần bui một cái đội hình bao gồm có là Tan sẽ là King Adam nha, và attacker thì mình sẽ chọn một attacker ngẫu nhiên, có thể là Nixon này cũng được ha, và supporter thì mình sẽ nâng cấp, mình sẽ cần supporter đó là Tarika cả nhà, Mother Tarika, vì Mother Tarika thì mình thấy là có vừa có xóa hiệu ứng cho team này, vừa có nhân đôi đam này, vừa có xóa hiệu ứng của đối phương này, đó là một supporter rất là ngon, nhưng mà mình cần phải nâng cấp lên 130 nha. Đây thì mình sẽ nâng cấp lên 130 đi. Ok, trong thời gian sắp tới mình sẽ nâng cấp lên 130 để vào đây đánh cái này đó, cái này nha. Thì mỗi lần đến rank 3 130 thì mình sẽ đánh được tới đây nha. Thì một ngày thì mình sẽ đánh hết cái này thì mình sẽ được 110 cái netta nha. Thì cứ gom góp là từng ngày thôi thì nó sẽ được nhiều, mà mình sẽ nâng cấp lần 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 các quái vật blossom tiếp theo đó. Đó, khi mà có nhiều netta thì mình sẽ có thể nâng cấp được như là bà rắn này đâu rồi, thanh niên đó, King Cobra này đó, rắn nha, Spented, ok rồi. Mình có thể nâng cấp được như là Shadow Wee này, đâu rồi Shadow Wee, đâu rồi, đây Shadow Wee ha. Rồi mình có thể nâng cấp được Amania này đó, cái Netta này rất là quan trọng ha. Họ cứ mỗi ngày chúng ta sẽ có được 110 cái gom được, gom từng ngày khá là nhiều đó các bạn. Rồi mình khi mình nâng cái team mà chủ đạo lên 140 ha, thì mình có thể kiếm được một ngày, nếu mà đều ha, nếu mà mình online đều ha, thì mình có thể kiếm được một ngày là 150 cái luôn, 150 cái netta này luôn, khá là ngon ok rồi. Ok cả nhà, như vậy là mình đã cập nhật vô cập thông tin về update cũng như là các cái cũng như là tài khoản của mình ha. Rồi mọi người muốn làm mình làm về video gì thì bình luận dưới cho mình biết luôn nha. Ok, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà các video lần sau. Bye bye. Yes.